Tập 3. Hôm nay cậu đã đi đâu? Tôi... Cậu gì mà cậu? Đi đâu? Cậu trả lời dứt điểm luôn đi. Cái gì mà cứ ấp ấp úng, úp úp mở mở thế? Con xem đi, cái thể loại này cũng chỉ có con coi nó là vật báo thôi. Nghĩ lại Phùng Báo cha con, cái đời dũng mãnh, sao lại dính phải một thằng con rể ẻo lả như thế này? Tức quá đi mà. Nói đi, đi đâu làm gì? Ông thông gia, thông gia, anh bớt giận đi, bớt giận. Hôm nay con trai của tôi không đi đâu hết. Tôi bắt nó ở đây chép bản thảo cương mục. Nó viết không xong, cho nên tôi đang phạt nó, đánh nó. Một lát nữa lại đánh tiếp. Chép. Tôi ở nhà chép bản thảo cương mục. Cậu ở nhà, để con gái của tôi ra ngoài một mình. Hôm nay nó gặp phải thổ phỉ giết người cướp hàng, cậu có biết hay không? Con gái tôi mà có bệnh hệ gì, cậu nói xem phải làm thế nào. Ngọc Linh, cậu có chuyện đó nữa hay sao? Bây giờ con sao rồi? Không phải chứ. Không phải cái gì? Cha, cậu nhìn kỹ lại đi. Con gái của tôi sợ tới mức khóc sưng cả mắt, cái đầu cũng lẩm cẩm luôn rồi. Hỏi gì cũng không nhớ. Nó chẳng nhớ được gì cả. Tôi nói cho cậu biết, kể từ ngày hôm nay, hãy con gái tôi đi ra ngoài là cậu phải hộ giá cẩn thận cho tôi. Con gái của tôi ở phòng gia các người mà có mệnh hệ gì? Tôi bắn nát cái đầu của cậu. Cha, đi đi đi. Được rồi. Đi. Tao bắn nát cái rễ của mày. Tư lệnh đi thông thả. Con gái, ngày mai cha lại đến thăm con. Hát dở kịch gì thế này? Làm ầm lên tí rồi bỏ chạy là sao? Phạt tiếp. Đánh. Chúng ta cứ làm gì của chúng ta đi. Đánh. Cha, ranh con. Mà chị đi đâu hả? Cậu nghĩ cái người thứ ba lấy trộm bức ảnh có thể là ai chứ? Phải đấy, là ai được nhỉ? Tôi đang hỏi cậu đấy. Thuộc hạ thì nghĩ như thế này, có khi nào đại hiệp mặt nạ khét tiếng hiện giờ không? Cậu nghĩ cái gì thế? Nghĩ kiểu gì vậy? Cơ nghiệp 300 năm trước của nước Đại Thanh bị quỷ trong tay lũ ăn hại các người đấy. Dạ dạ, Tư lệnh giáo huấn chí phải. Nếu như bức ảnh Lý Kỳ bán là thực sự bằng chứng Thủy Hàm Băng giết người, vậy cái người hắn tìm đến mua bức ảnh chắc chắn có liên quan đến người phụ nữ này. Kẻ này chắc chắn phải quyết lấy bức ảnh bằng được. Có thể giúp Lý Kỳ bán ảnh, còn có thể giúp hắn lân giá. Linh Nhi muốn cô ta chết. Cái người lấy trộm bức ảnh thì muốn cô ta được sống. Kẻ này quan tâm đến mạng sống của cô ta như vậy, hoặc là kẻ thù của cô ta, không thì là khách làng chơi. Khách làng chơi cái quái gì chứ? Cậu chỉ biết có chơi bời. Là chồng của cô ta. Chồng Tư lệnh Anh Minh. Thế chẳng phải là Phong Trạch Diệu sao? Không đúng. Đại tiểu thư nói
Cô ấy không biết người này, cũng không biết hắn trông như thế nào. Bây giờ đã mất manh mối từ bức ảnh thì chỉ có thể ra tay từ Long Sách thôi. Theo như thuộc hạ biết, Long Sách có một bà mẹ già bị mù, hai người sống dựa vào nhau. Thuộc hạ nghĩ đây sẽ là điểm bứt phá của chúng ta đó. Thế thì hành động nhanh đi, ra tay dứt điểm một chút, đừng có gây động tĩnh lớn. Vâng. Phong Trạch Diệu, đây là toàn bộ của hồi môn của em, anh chọn đi, thích món nào thì lấy món đó. Nếu tôi thích hết thì sao? Thích hết thì cầm hết đi. Phong Trạch Diệu, Phùng Ngọc Linh em đã gả vào đây rồi, đến cả con người của em cũng là của anh, huống hồ là mấy hòn đá ghẻ đó. Hôm nay em nói với cha rồi, sau này ông ấy không được đánh anh, cũng không được xích anh. Đàn ông không xích được đâu. Hơn nữa, người đàn ông của Phùng Ngọc Linh này, ngoài em ra không ai được động vào hết. Nhưng mà tôi biết ngay là có nhưng mà. Nói đi, chúng ta phải giao hẹn với nhau. Thứ nhất, tiền của em có thể là cho anh hết, tiêu cho anh nhưng mà không được tiêu cho người khác, đặc biệt là tình nhân của anh. Thứ hai, anh đi đâu em không cần biết, nhưng mà khuya đến mấy cũng phải về nhà, phải ngủ trên chiếc giường này. Còn thứ ba, nói đi. Hôm nay anh lại nợ em một ân tình, ân tình này sau này anh phải trả cho em. Được, vậy thì tôi cũng có lời muốn nói với cô. Thứ nhất, tôi không có tình nhân, tôi chỉ có đúng một người vợ, Thủy Hàm Băng. Thứ hai, tôi có thể ngủ trên chiếc giường này, nhưng mà cái người ngủ cùng tôi chắc chắn không phải là cô. Còn thứ ba, tôi chẳng hiểu cô đang nói gì hết. Nếu đã như vậy rồi thì chúng ta hãy thẳng thắn với nhau luôn đi. Thủy Hàm Băng là đảng cách mạng, hôm đó chính cô ta nã súng vào em. Em nghĩ bức ảnh mà Lý Kỳ chụp để chứng minh được điểm này rồi. Sở dĩ anh đi tìm Lý Kỳ là để cứu Thủy Hàm Băng, nhưng mà anh tính toán trăm đường vẫn bỏ sót em. Em giả ngốc với anh không vì lý do gì khác. Em muốn cái gì chắc anh cũng biết. Tôi biết thì đã sao nào. Tôi không có yêu cô Phùng Ngọc Linh. Phim được thuyết minh bởi Aramad Quasi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phùng Ngọc Linh không so đo hiềm khích cũ, yểm hộ giúp cho Phong Trạch Diệu, giống nghĩ có thể dùng tâm đổi tâm, không ngờ Phong Trạch Diệu lại không hề ghi nhận. Lúc này, tâm trí của Phong Trạch Diệu đang bị cuộc mạo hiểm lúc ban ngày thu hút, bất giác chìm trong hồi ức. Sau khi Long Sách bị bắt đi, phóng viên xuất hiện giữa đường, lại nắm được chứng cứ Thủy Hàm Băng là đảng cách mạng. Trong vòng một đêm, bạn thân, người yêu mà anh hết mực thân quen đều đã trở thành những con người anh chưa từng biết đến. Và cả Tiểu Hạch Đào đã cứu anh, mới tí tuổi đầu mà đang mang tuyệt thế võ công đầy mình. Là một thế giới thế nào mới có thể tạo ra một đứa trẻ như vậy chứ? Còn Thủy Hàm Băng đã trải qua những chuyện gì? Những chuyện này đều khiến Phong Trạch Diệu luôn đứng ngoài cuộc nghi ngờ không thôi. Người anh em, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Cấp dưới của tôi bị tư lệnh Phùng bắt đi, giờ của tôi trở thành đảng cách mạng, rồi cả chủ nhân của anh nữa, rốt cuộc anh ta có lai lịch gì? Cảm giác mọi người đều đang sống rất hăng hái, tại sao tôi thì không được nhỉ? Tôi nói thật với anh nha,
Tôi cực kỳ ghét tính toán sổ sách, cũng không hề muốn tiếp quản phong bản đường. Cuộc sống mà cha dàn xếp cho tôi chẳng thích chút nào cả. Bởi vì đó không phải là cuộc đời của tôi. Cuộc đời của tôi, cuộc đời của tôi. Thôi, ngày mai tôi sẽ đi thăm mẹ Long Sách, cũng xem như chút cống hiến của gia quyến cách mạng, có phải không nào? Ngủ sớm đi. Đi theo. Bác Chu cẩn thận à. Đúng là quan gian ngõ hẹp mà. Cô gái, tại sao không đi nữa hả? Dạ không sao, chỉ là gặp mấy người quen thôi ạ. Bác Chu, chờ con ở đây nha, con qua chào hỏi một chút. Được. Xông lên. Lên. Hôm nay còn có việc, để hôm khác nói chuyện sau. Bác Chu, chúng ta đi thôi. Chu Tú Nga, Lòng Sách con trai của bà gặp chuyện rồi. Bà biết không, cậu nói gì chứ? Sách Nhi gặp chuyện rồi. Bác Chu, chẳng phải nó đang làm gì ở Phong Gia sao? Nó có thể gặp chuyện gì được? Bà theo tôi về xem là sẽ biết liền thôi. Cậu ta cả ngày không thiết ăn không thiết uống, chỉ chăm chăm muốn gặp bà thôi. Được rồi, được rồi, tôi sẽ theo cậu tới đó. Bác Chu, con à, chúng ta để hôm khác đi khám mắt sao đi. Ta phải đi thăm con ta đã. Nhãi con, đấu với tao, tao giết chết mày. Đi. Kim nhường đồi Tư Lệnh Phùng. Tư lệnh. Được. Phòng làm việc của giáo sư Ishikawa vẫn đang ở trong tiến độ ổn định. Ô linh số 1 đã thí nghiệm thành công, lên chuột bạch. Vậy bao giờ mới có thể sản xuất hàng loạt đây? Để sau khi thí nghiệm xong trên cơ thể người. Phải nhanh đó. Sau cách mạng Tân Hợi, đất trời đổi sắc, lòng người bất ổn. Quân đội đuôi sam dưới trướng tôi, trấn thủ khu vực Tân Giang thì được. Nếu muốn tranh giành thiên hạ thì phải có một kế hoạch sâu xa hơn. Tôi hiểu tâm trạng của ngài. Ngài mong muốn binh mã dưới trướng mình đều sẽ trở thành tử sĩ lấy một đội trăm.
đánh đầu thắng đó nhằm thực hiện chí hướng phục thanh của ngài. Tôi sẽ giúp đỡ cho ngài. Có điều trước lúc đó, mong ngài nhất định phải chiếm được Phong Bản Đường. Đó là xưởng thuốc duy nhất có thể sản xuất thuốc Tây trong 3 tỉnh Đông Bắc, liên quan đến sự thành bại của kế hoạch chúng ta. Kawashima, cô nói không đúng rồi. Triều Thanh trong lòng Phùng Quốc Huy này chưa từng diệt vong. Sao lại nói là phục hưng? Tôi làm những chuyện này chỉ vì 4 chữ thôi: Tông nhất nhi chung. Người đời không hiểu tôi, cô phải hiểu tôi chứ. Nếu mà không, chúng ta chẳng có gì để hợp tác với nhau. Đương nhiên. Cảm ơn tư lệnh chỉ giáo cho tôi. Tôi đã tìm được mẹ của Sách Long về rồi. Đảng viên cách mạng quả nhiên đã có hành động rồi. Tiếp tới đây, Kawashima, vẫn phải phiền cô giúp tôi một tay. Nguyện dốc sức vì tư lệnh. Người anh em, cậu tỉnh rồi. Kim tiên sinh. Cái gì cơ? Cái gì? Đi tìm Kim tiên sinh đi. Kim tiên sinh, mẹ của Long Sách bị bắt đi rồi. Kim tiên sinh. Kim tiên sinh nào chứ? Người anh em. Người anh em à? Kim tiên sinh, tôi đi đâu mà tìm Kim tiên sinh đây? Kim tiên sinh, tiểu thư có đi xe không ạ? Đừng la nữa. Hôm nay thiếu phu nhân dành thời gian giữa trăm công ngàn việc đến thăm mọi người quan nghênh đi. Hay, thiếu phu nhân có tốt không? Tốt. Thiếu phu nhân có tuyệt không? Tuyệt. Chào mọi người, tôi là Phùng Ngọc Linh, thiếu phu nhân của Phùng gia. Ngày hôm nay tôi làm ít điểm tâm mời mọi người thưởng thức. Sau này mong mọi người hãy chiếu cố trạch diệu nhà tôi ở công ty. Cảm ơn thiếu phu nhân. Sao tôi lại không thấy cô Thủy Hàm Băng đâu nhỉ? Bánh kem thơm quá, tôi cũng thử xem. Cô ta đâu rồi? Phong Trạch Diệu, anh lại lên cơn gì thế? Em đi với anh đi, nhanh lên, bỏ ra. Thủy Hàm Băng. Tiểu thư. Kim tiên sinh ở đâu? Đừng có giả vờ không biết thế. Anh tìm anh ta có việc gấp lắm. Chắc chắn lại biết tung tích của anh ta. Tại sao tôi lại phải biết? Vợ à, em hãy cho anh gia nhập với mọi người đi. Gia nhập gì chứ? Là cái gì cũng được. Vợ à, suy nghĩ của anh là em làm gì anh sẽ làm đấy. Chỉ cần chúng ta được buộc chặt với nhau là được. Phong Trạch Diệu, nếu tôi mà là anh thì tôi sẽ không đi quấy nhiễu cuộc đời của người khác, khi còn mù mịt về cuộc đời mình, lại càng không tùy tiện thốt ra câu chủ quan như thế. Anh khiến tôi nghi ngờ lần nữa rằng anh chỉ có một cái đầu rỗng, chỉ để tăng thêm chiều cao thôi sao? Thủy Hàm Băng, lời em nói quá có lý. Chưa bao giờ có ai mắng anh như vậy. Anh nghe mình dễ chịu quá. Đó chính là nguyên nhân anh thích em đó. Hàm Băng, thần kinh. Có một người anh em nhờ anh chuyển lời cho Kim tiên sinh. Mẹ của Long Sách bị quân đội đuôi xa bắt đi rồi. Thủy Hàm Băng, con vô liêm sỉ này. Đàn ông trên đời chết hết rồi hay sao mà cô phải giành với tôi hả? Vợ à, em đi trước đi, để anh chặn họ lại. Em đi trước đi, đi đi. Ném chết mày, tao ném chết mày. Cô làm gì thế? Người đâu? Đứng lại, không được chạy.
Yêu tinh hiện hình đi. Đứng lại. Cô quay lại đi. Lời Phong Trạch Diệu nói có đáng tin hay không? Mặc dù hắn ta chỉ là một công tử chơi bời, nhưng mà kể từ khi quen biết hắn ta, hắn vẫn chưa từng lừa dối tôi bao giờ. Nhiệm vụ của Tiểu Hạch Đào thất bại rồi. Phùng Quốc Huy chắc hẳn đã cảnh giác trước động thái của chúng ta. Quân đội đuôi Sam bắt mẹ của Long Sách chính là để dùng bãi quy hiếp Long Sách, moi ra tình báo có giá trị, nhằm đạt mục đích tiêu diệt tổ chức cách mạng triệt để. Long Sách, anh ta có cầm cự nổi hay không? Long Sách là một người rắn rỏi, nhưng mà cũng là một con người hiếu thảo. Mong là cậu ta làm được. Anh ấy biết anh, tiên sinh. Để đề phòng bất chắc, anh vẫn nên di chuyển sớm thì hơn. Thay vì trốn chui trốn lũi, chỉ bằng liều một phen, chọn luôn tối nay giải cứu Long Sách. Vậy tôi đi cùng với anh. Không, cô ở lại đây đi, tiếp tục điều tra tung tích của Tiểu Hạch Đào, mau chóng tìm được bé. Bọn họ tới hết rồi. Em đợi anh. Anh ấy sẽ trở về thôi. Anh ấy là đại hiệp mặt nạ, là đại anh hùng của chúng ta mà. Tôi thì lại mong anh ấy chỉ là chồng của tôi thôi. Anh vô liêm sỉ, cô vợ búa. Anh đang trong bát ngó trong nồi. Ai thèm ăn cô? Cô tự dúi mình vào miệng của tôi. Tôi còn chẳng buồn mở miệng. Anh, Phong Trần Diệu, em là con dâu danh chính ngôn thuận của Phong gia. Thủy Hàm Băng mới là vợ của tôi. Người dứt tên trong gia phả của Phong gia là em, Phùng Ngọc Linh. Vậy cô đi mà sống với gia phả, bám lấy tôi làm gì? Phong Trình Diệu, anh không phải là đàn ông. Anh bắt vợ của anh phải ở quá. Hôm nay hoặc anh cho em một lời giải thích, bằng không em sẽ... Sẽ gì mà sẽ? Muốn chết phải không? Nhảy lầu hay treo cổ, tùy ý cô. Tôi không có ý kiến. Phong Trình Diệu, vì một con loạn đảng mà anh bảo em chết. Ai là loạn đảng chứ? Tất cả nghe đây. Lính gác ngoài cửa, giao cho lão Quắc. Đại quan sát góc đông nam, do hình tướng quân phụ trách. Tiểu Yến Tử, dòng ra sau, chuẩn bị tiếp ứng. Một khi có biến gì, lập tức phân tán. Rút lui, đã rõ chưa? Rõ. Hành động. Cha, Thủy Hàm Băng là loạn đảng mà. Cô ta giúp Long Sách đã súng vào con, đã chụp cả ảnh rồi. Sao mà con không nói cho ta biết sớm? Một người phụ nữ không đáp ứng được ham muốn, kiểu gì cũng có chút tâm lý lệch lạc đó. Anh nói ai lệch lạc? Nói ai không đáp ứng được ham muốn? Phùng Ngọc Linh, tôi có thể hiểu cho cô, nhưng mà cô không thể vì muốn trả thù tôi mà ra sức ngậm máu phun người, dù quan giá quả cho vợ của tôi. Như vậy thật quá bất công với cô ấy. Công bằng. Nói chuyện công bằng với tôi. Xin cho hỏi, cậu muốn sự công bằng thế nào đây? Loạn đảng có súng, kéo hoàng đế xuống ngựa. Súng của Phùng Báo này chính là để lũ loạn thần tặc tử đó nợ máu trả máu. Dám chỉ đồng nói tay trước mặt của tôi, rồi bắn chết. Cha, cha mắng anh ấy làm gì chứ? Anh ấy bị Thủy Hàm Băng yêu tinh mê hoặc thôi. Anh ấy đã xem bức ảnh ở đâu? Anh ấy đâu có biết thân phận của Thủy Hàm Băng. Ảnh nào? Thân phận gì? Phùng Ngọc Linh, cô đừng có mà nói nhảm nha. Hôm nay cậu đến Phong Mãn Đường tìm Thủy Hàm Băng có đúng hay không? Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?
Tôi tìm cô ấy vẫn chỉ là mấy chuyện đó mà thôi. Chuyện gì chứ? Yêu cô ấy, nhớ cô ấy, chờ cô ấy, hy vọng cô ấy cũng đến bên tôi. Anh nằm mơ đi. Chỉ có thế thôi hay sao? Chỉ thế thôi. Có biết lúc nãy tôi hát dở gì không? Không biết, nghe không hiểu. Không thành kế của Gia Cát Lượng đó. Ta đứng trên cổng lầu ngắm cảnh núi. Phong Trạch Diệu đánh hơi thế mùi của một dù âm mưu. Anh phát giác được Thủy Hàm Băng thân là đảng viên cách mạng, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Anh nhất định phải rời khỏi đó ngay, tìm đến Thủy Hàm Băng. Mà lúc này tâm trạng của Phùng Quốc Quy rất tốt. Thậm chí hắn có thể đem kế hoạch không thành kế nói với anh một cách thức khác. Có thể là một sự thách thức, vì kẻ mưu cao kế dày đầy đã sớm gài sẵn cơ quan trong nhà giam, chỉ chờ đảng viên cách mạng tự chui vào rọ thôi. Đại hiệp mặt nạ, đi ngay, chúng ta trúng kế rồi. Long sách không có trong ngục đâu. Không xong rồi, chúng bay phục rồi. Rút. Rút mau. Phong Trạch Diệu,
Đi đâu đó? Tôi buồn ngủ quá. Buồn ngủ hay sao? Muốn gì ngủ hả? Thế này đi, hôm nay anh hãy đứng trước mặt của cha em, thề từ nay sẽ không gặp lại Thủy Hàn Băng nữa. Bằng không anh chết cũng đừng hòng quay về ngủ. Chỉ cần tôi thề là được về đúng không? Được, vậy tôi sẽ thề. Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ không gặp lại Thủy Hàn Băng nữa. Anh lừa em? Đâu có. Nói dối, không thật thà. Tư lệnh à, quân bộ truyền tin tức gì? Được rồi, ở chỗ của tôi cãi nhau đủ rồi đó. Đánh cũng đánh rồi, về phòng tắm rửa đi ngủ đi. Không đâu, con vẫn chưa tha thứ cho anh ấy mà. Con gái à, nghe cha khuyên một câu đi. Dối nhỏ thì dung đắp tình cảm, giận lớn thì thành thương tâm. Cậu ta là hứa không gặp nữa rồi. Chúng ta hãy dèn theo dốc xuống, đừng có để cuối cùng không giải quyết được. Cái điểm này con phải học hỏi ở mẹ của con. Phùng Báo ta năm xưa, mẹ của con cũng toàn mắt nhắm mắt mở. Lấy dù khắc cương là đạo trị chồng đấy. Thời gian lâu dần, đảm bảo nó sẽ răm rắp nghe lời của con thôi. Con muốn xa cũng không xa nổi. Đi đi, đi đi, nhanh. Tướng công à, về nhà thôi. Về nhà. Tướng công à, em sai rồi. Gia Cát Lượng dùng không thành kế đẩy lui quân địch, còn Phùng Báo này dùng không thành kế nhất tiễn song điêu. Chim nhỏ không được, phải là hai con ưng già mới được. Cậu thì hiểu cái quái gì chứ. Về nhà thôi. Đi. Đi ngay, tôi sắp không trụ được nữa rồi. Không được, có đi thì cùng đi chứ. Cùng đi, đi ngay. Thông báo cái đồng chí khác rút lui ngay. Đi đi. Mời dùng trà. Không cần đâu. Cho hỏi lòng sách con trai của tôi ở đâu vậy? Tôi muốn gặp nó. Trước khi bà gặp anh ta, tôi muốn hỏi bà một câu trước. Cô nói đi, lòng sách có quan trọng với bà hay không chứ? Dĩ nhiên là có rồi. Đó là con trai của tôi, sao có thể không quan trọng được? Nếu anh ta chết, bà sẽ thấy thế nào chứ? Cô nói gì? Sao lại chết?
Có phải Sách Nhi gặp chuyện gì rồi không? Cô mau cho tôi biết đi. Bà hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Chết? Sách Nhi không thể chết được. Không thể chết. Hai mẹ con tôi sống dựa vào nhau bao nhiêu năm trời. Sách Nhi là toàn bộ sự gửi gắm của tôi suốt nửa đời sau. Nó không thể chết. Nếu nó mà chết thì tôi cũng không sống nổi nữa. Phải rồi đó. Chuyện đau khổ nhất trên đời, Âu cũng chỉ là người tóc bạc tiễn người tóc xanh. Người con trai bà ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Nếu thực sự bỏ bà mà đi thì đó sẽ là sự hành hạ lớn nhất đối với bà. Tuổi trẻ mất chồng, tuổi già mất con. Cuộc đời như vậy còn gì đáng để lưu luyến nữa chứ. Cô là ai? Tại sao cô lại nói với tôi những lời này? Cho tôi gặp con trai của tôi. Tôi phải gặp nó. Tôi là bạn của Long Sách. Bây giờ anh ta đang đứng trước sự lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ta. Anh ta chỉ cần bà chỉ dẫn. Tôi chỉ dẫn sao? Nói với anh ta, anh ta không thể chết. Anh ta là người thân duy nhất của bà. Anh ta buộc phải sống. Tôi nói, tôi sẽ nói ngay. Sách Nhi, Sách Nhi, con trai, con đang ở đâu vậy? Con đáp lại mẹ một tiếng đi con. Con có biết mẹ lo lắng cho con thế nào hay không chứ? Con không thể gặp chuyện được. Con không thể chết. Nếu con mà chết, con nói mẹ phải làm sao bây giờ? Sách Nhi, mau về nhà đi con. Mẹ đợi con ở nhà. Sách Nhi, 3909. Dĩ nhiên anh ta đã nghe thấy lời gọi của bà rồi. Sẽ quay về gặp bà sớm thôi. Người anh em, người anh em, cậu đã đỡ hơn nhiều rồi chứ? Cậu bị tiền tái dinh đánh trọng thương là tôi cứu cậu về mà. Chẳng phải cậu còn nhờ tôi chuyển lời tới Kim tiên sinh sao? Đã nhớ ra chưa? Kim tiên sinh? Cái gì cơ? Đi tìm Kim tiên sinh đi. Kim tiên sinh, mẹ của Long Sách bị bắt đi rồi. Anh đã gặp Kim tiên sinh rồi sao? Chưa. Làm sao tôi biết Kim tiên sinh ở đâu được? Tôi nghĩ mãi, bèn nói với Thủy Hàm Băng. Cô ấy là người của các cậu mà. Tóm lại cần nói gì tôi đều nói hết. Nhưng mà sao? Mấy người là đảng cách mạng thật hay sao? Không, tôi không có ý gì khác đâu. Tôi chỉ muốn nói với mấy người, có vẻ Phùng Quốc Huy có âm mưu gì đó. Tôi vừa về từ chỗ của hắn ta. Hắn và Tiền Tái Dinh cứ thì thầm với nhau. Nói gì mà không thành kế Nhất Tỷ Sông Điêu. Cậu có hiểu Nhất Tỷ Sông Điêu là gì không? Người anh em, cậu tính đi đâu vậy? Bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, cậu còn đang bị thương nữa. Nếu cậu cần làm gì cứ giao cho tôi. Người anh em, người anh em à.
Tiểu Hạch Đào, Tiểu Hạch Đào, chúng ta trúng kế rồi, không cứu được Long Sách, đã kinh động đến quân đội đuôi sam. Để đảm bảo an toàn, phải thông báo các đồng chí khác di chuyển ngay. Em làm được hay không? Đi mau. Còn anh, mặc kệ tôi, tôi phải về nhà xử lý mấy văn kiện. Tôi tiễn anh, không kịp nữa rồi. Em mau đi làm việc của mình đi. Tôi cầm cự được mà. Phải nhanh, đi ngay.